lên trên lúa nó không có bị dơ. Mi đi trên có non mộng thơm đôi vậy đây. Mi nghiêng nghiêng nón lá. Ai cái này về đọc Mi được nè. Mi, từ đây không quậy nữa nghe chưa? Rồi. Mi không quậy nữa. Giới thiệu với các bạn, đây là cánh đồng của nhà Dương Mười, cô Mười. Cô Mười. À, cánh đồng của nhà mình mới sang lại cho nhà mình. Mình mới mua được đồng ruộng lúa đâu. Thì khi mà mua được đồng ruộng lúa thì mọi người nhất là mẹ Nhung Lù. Nhung Lù đây năm nay 42 tuổi. Mẹ Nhung Lù đã thể hiện là cánh đồng chính là của mình bằng một hành động rất cánh là đồng xuống đất. Thân thiện đó là cánh đồng xuống đất. Té trên ruộng lúa của nhà. Cánh đồng xuống đất. Chặt té trên ruộng lúa của nhà. Đúng rồi. Và đây là bé Mi đang thu hoạch lúa. Đấy. Hình như bé Mi không thu hoạch lúa mà đang quậy lúa đó hả? Em ngày xưa anh đi cắt rạ nè Nhung, cắt ở đây nè. Được một miếng rạ chứ. Có cắt rạ một tí. Cắt cái này về xong bắt đầu cái mang về nhà phơi khô. Sau đó bỏ lên trên cái cây rơm á. Để mà nấu kẹt, sử dụng cái này để nấu nè. Chắc còn phóng xuống. Khổ không ngày xưa lúc đó bố bằng kẹt á. Bực bội quá, giờ muốn tắm chứ. Bố bằng kiệt á, chưa bằng kiệt nữa. Mệt quá, bực bội ghê, muốn tắm thôi mà không được. Chưa bằng kiệt là anh đã đi cắt rạ rồi đó. Bội quá à, không tắm chứ. Nói rồi con dòm thấy cái đáy nó, cái nước nó cách có gan này con tắm làm sao. Nhưng mà bắt cua. Cua có cua đâu mà bắt. Bắt cá. Cá đi. Đi bắt cá đi bố. Ăn cá luôn. Sao ngứa quá ta bố? Tại cái gốc rạ đó. Trời ơi, mấy con diều đẹp không? Bây giờ tôi quay video clip cho các bạn coi những cánh diều tuổi thơ ha. Mùa gặt xong thì cũng là cái mùa gió rất là nhiều. Buổi chiều thì mấy bé nhỏ thường mang diều ra ngoài đồng ruộng mênh mông này để thả diều. Đây có một bé đang mang diều ra đây. Đấy. Bé đó là bé bự là bé Nhung Lù á. Con đi cây lúa. Con đưa ăn cây lúa nè. Chụp hình mẹ hả? Ừ. Chụp không? Kìa con ngồi xuống đó. Xịn con. Một tấm thôi. Kiệt. Ráng chiều. Và đây là những bông lúa mà tôi mới mót được. Chiều nay sẽ có một chén cháo. Hả? Tôi cái tù cây. Tù cây là sao? Cái tắp quá. Cái tay con muốn đi ra ngoài đó bắt cua. Con bắt đi Kiệt. Bình thường con. Bố mẹ không cho. Sao không cho? Tại có bố nó mới vui. Nha bố. Bố đi với con không? Không biết sao, bắt cua rồi mình phải có đồ. Không cần đồ biết vậy đó. Cua không ngờ nó tuột một phát xuống nữa. Mấy đứa con nó đâu có chịu nghe mình đâu, nó phải thử, nó trải nghiệm nó mới biết được. Như là thế nào là sinh, thế nào là té sinh. Bố. Con sẽ dùng lúa phủ lên. Ê, mày lấy cái chân mày ra, mày ngu quá. Để ra ngoài giống mẹ vậy nè. Kìa cái nào không? Đã vậy? Đang ngủ luôn. Dạ.
nướng xìn lâu quá mới được đi thoải mái vậy hả anh Thái hả? Mát quá anh Thái. Nhớ lại tuổi thơ dữ dội. Từ từ trái tim mặn nồng. Đây là hành động của dân chơi ngu người. Bắt con đi. Bắt cái gì con? Bắt cái kia kìa. Cái gì? Bắt cái kia. Cái kia là cái gì? Cái kia. Cái diều á hả? Ừ. Cái diều của anh ta mà con. Khi nào mà cameraman bị rớt xuống ruộng không? Nguy hiểm quá. Anh tắt hơi dài quá, anh tắt hơi quay lại. Có bạn này My. Hỏi bạn tên gì, bạn tên My luôn á. My ơi. À Vi. Mệt rồi. Ôi kìa, đống rơm kìa, ra đống rơm ngoài chơi. Đây, sao xuống đường này hả? Ồ, đẹp quá đây nè. Bây giờ em đứng chỗ này nè, nên anh qua đây. Chụp một tấm hình xuôi sáng đó, có đồng ruộng rồi nữa. Mẹ của em kìa. Vy, chị nói rồi mẹ của em mà. Đi 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 đi. Mẹ em kêu càng. Bây 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 vậy. Đây đây. Với trường ông ma, ông kẻ sau lưng em kìa. Đi. Người dựng người cao lên. Nhìn sao giống ăn trộm. Rồi. Phát lại tiếp. Nè dòm lên. My làm gì vậy? Ờ được rồi. Bây giờ mình ra đống rơm kia kìa. Kìa anh thấy không có ai xếp rơm sẵn thì